Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Đi Tìm Chân Lý. Các bạn có khỏe không? Và hôm nay là Lộc muốn chia sẻ với các bạn về cái chủ đề nó hơi tế nhị một chút trong việc tôn giáo. Thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn đó là thủ dâm có phạm tội hay không? Thì thật ra là nói với các bạn, đó là việc thủ dâm đó là có phạm tội hay không, Kinh Thánh không chép. Lộc đi học thần học thì thầy dạy, mục sư dạy, giáo sư dạy thủ dâm là tội. Lộc đeo thân học là như vậy, nhưng Kinh Thánh không chép. Thì Lộc muốn trả lời với các bạn một cái vấn đề rõ ràng nhất trong cái video này, để chúng ta có thể tìm thấy chân lý. Các bạn có thể comment và tranh luận ở video này nhé. Thì theo vấn đề sinh học thì thủ dâm là một việc tốt, nhưng thủ dâm nhiều là một việc xấu. Thủ dâm là để cân bằng sinh lý của một người cô đơn, nên vấn đề sinh học nó là điều tốt. Nhưng mà khi thủ dâm quá nhiều thì sẽ trở thành việc xấu, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó là vấn đề sinh học. Còn vấn đề văn hóa này, thì trong căn phòng kín của bạn, các bạn làm gì, điều đó không ai quan tâm hết. Nhưng nếu như cái việc các bạn gọi là tự sướng đó, thủ dâm nó bị phát tán ra ngoài, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng. Thì theo vấn đề văn hóa, việc thủ dâm nó sẽ sai. Tức là trong phòng kín thì nó còn chấp nhận được, chỉ mình bạn thôi. Nhưng nếu như nó bị public, nó bị ra ngoài, thì nó sẽ mang cái chất văn hóa xấu, ảnh hưởng đến người khác, và đó là không tốt. Thì đó là vấn đề văn hóa. Vấn đề tiếp theo về luân lý là người thủ dâm được coi là người tốt, bởi vì ai cũng có nhu cầu sinh lý. Nhưng nếu như họ đã tự thỏa mãn họ thì họ sẽ không cần phải đi mua dâm, càng không cần sàm sỡ hay là có những cái hành động khiếm nhã, và càng khó xảy ra cái việc đó là hiếp dâm. Thì đó là vấn đề luân lý. Nhưng mà trên thực tế việc thủ dâm thường mang tính chất không tốt. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn đã rơi vào cái tình trạng là xảy ra liên quan đến về thủ dâm ấy, thì cái tấm lòng, cái linh hồn, cái lương tri các bạn sẽ cảm thấy mình có một chút gì đó tội lỗi. Các bạn sẽ cảm thấy là mình là người không thánh, không sạch. Không sạch thôi, chứ đừng nói là không thánh. Chắc chắn là không sạch rồi. Tức là mình sẽ cảm thấy mình là một con người quá phàm tục khi mình có những cái hành động liên quan đến sex. Còn có những người thì lại nói rằng là đó là điều bình thường, sex cũng là điều bình thường. Và Lộc nói luôn các bạn này, sex là 50% của cuộc sống của chúng ta là dục vọng. 50% cuộc sống của chúng ta đó chính là dục vọng. Thậm chí có những người cảm giác như là 60-80% cuộc sống của họ là dục vọng, chứ không phải là 50 nữa. Họ không chỉ tham sex thôi mà tham tiền, tham vui, tham chơi, rồi còn tham nhiều thứ khác nữa, rất nhiều cái tham khoái lạc, tham an nhàn, tham rất nhiều cái, rất nhiều cái, chứ không riêng gì cái việc thủ dâm. Thì cho nên là nói đúng, cái này chỉ có thể dựa vào tâm linh và linh hồn của các bạn thôi. Các bạn sẽ tự thấy rằng khi mình dính đến việc sex, nó sẽ không được thánh, nó sẽ không được sạch cho lắm. Con người trong cái tâm hồn chúng ta sẽ có cái gì ở trong tâm hồn chúng ta sẽ có cái gì đó nó lấn cấn, nó không được tốt. Cho nên là dẫu sao đi nữa chúng ta nên cố gắng khắc phục càng ngày càng ít, càng ngày càng không có cái việc thủ dâm. Thì còn có những cái trường hợp khác thì mình muốn nói nữa, đó là nếu như đã bị nghiện thủ dâm rồi thì phải làm sao. Thì chỉ có một cách mà thôi, đó là các bạn phải hòa nhập vào cuộc sống, ít ở một mình nhé, càng ít ở mình càng tốt, và hòa nhập cuộc sống càng nhiều càng tốt, và nghĩ đến điều khác thay vì sex thì các bạn sẽ thoát được thủ dâm. Thì đó là cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Còn Kinh Thánh không hề chép đó là tội hay không tội, nhưng mình tin chắc rằng là có rất nhiều người đã từng nghe mục sư hay người khác kể rằng đó là tội, và rất cảm thấy tội lỗi. Có những người cảm thấy cực kỳ tội lỗi khi tình dục quấy quả, khi mà cái ngọn lửa tình dục đốt trong người, thèm khát,
khao khát cái dục vọng nó lớn quá và họ cảm thấy tội lỗi nhưng họ không dám thủ dâm, bởi vì là có người đã nói họ thủ dâm là tội, cho nên họ cảm thấy nó bị như là bị giằng xé, xác thịt thì muốn nhưng tâm hồn thì không cho, tâm hồn muốn nhưng mà xác thịt lại không thể làm được, cho nên là có nhiều cái nó cũng mắc ở đây. Thì nó muốn chia sẻ với các bạn là nó không hẳn là tội, nó không hẳn là tội, nó không phải là một điều gì đó quá gian ác, nhưng mà các bạn hãy cân nhắc nó và luôn luôn sống bằng lương tri của mình, luôn luôn hòa nhập với cuộc sống và bớt nghĩ về sách, nên luôn luôn có sự cô đơn, hãy hòa nhập cuộc sống tốt hơn thì bạn sẽ lánh được nó thôi nhá. Thì còn Kinh Thánh không nói rõ đâu nên là mình cũng không nói rõ là tội hay không tội, mà mình chỉ muốn nói các bạn là các bạn nên cố gắng cả giảm bớt và đến con số 0 là tốt nhá, và đừng để nó trở thành một phần của cuộc sống các bạn. Nó là một phần cuộc sống nhưng nó không phải là một phần cuộc sống. Vâng, hiểu nó vào, mình tin là các bạn hiểu rồi nên cố gắng thoát ra khỏi sự thù dâm, thoát ra khỏi thì nó là điều tốt nhất. Và mình chúc các bạn sẽ làm được điều đó, và trong danh Chúa Jesus Christ mình chúc các bạn với quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ giúp các bạn làm được điều đó. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Goodbye. 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 Goodbye.